Giải Ngoại hạng Anh khởi đầu năm 2022 bằng trận cầu nảy lửa giữa hai ông lớn Arsenal và Man City. Không chỉ là cuộc chiến trong top 4, đây còn là hai cái tên đang có phong độ tốt nhất lúc này với chuỗi trận toàn thắng trong thời gian qua. Chiến thắng 5-0 trên sân của Norwich đã giúp các pháo thủ có chuỗi 5 trận thắng ấn tượng, ghi được 19 bàn và chỉ để thủng lưới có 2 lần. Đoàn quân của huấn luyện viên Ateta đang vững vàng ở vị trí top 4, và tràn đầy hy vọng kết thúc mùa giải với tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Thế nhưng hành trình của Arsenal sẽ tiếp tục được thử thách bởi Man City, khi đối thủ của họ cũng đang sở hữu phong độ ấn tượng không kém. Man xanh đang bay cao với 5 trận toàn thắng, ghi 19 bàn và để thủng lưới 3 lần ở giải ngoại hạng trong thời gian qua. Lúc này đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã bắt đầu bứt lên trong cuộc đua vô địch, khi đang hơn đội nhì bảng Chelsea 5 điểm và đang đá ít hơn một trận. Một trận cầu tương bừng cho ngày đầu năm mới là kịch bản mà người hâm mộ bóng đá xứ sương mù có thể trông đợi. Arsenal có thể bị đánh giá yếu hơn Man City, nhưng bù lại thì pháo thủ được chơi trên sân nhà Emirates, nơi thầy trò huấn luyện viên Ateta toàn thắng trong những trận gần đây. Huấn luyện viên Ateta không thể ra sân chỉ đạo các học trò bởi đã nhiễm Covid-19. Đây là điều đáng lo với pháo thủ khi họ đang rất tự tin dưới sự chỉ đạo của ông thầy người Tây Ban Nha. Thay thế cho huấn luyện viên Ateta ở trận đấu tới là ông Steven Birk, Vị trợ lý này sẽ ra sân trong hoàn cảnh mà Arsenal đã mất toàn bộ hậu vệ cánh phải như Tomiyasu, Cedric hay Chamber do chấn thương. Man City cũng thiếu hai cái tên tương đối quan trọng do Covid-19 là Rodri và Walker. Tuy nhiên đây là điều không quá đáng lo với huấn luyện viên Pep Guardiola bởi những ngôi sao còn lại trong đội hình vẫn hoàn toàn áp đảo so với đối thủ. Arsenal luôn rất sợ lối chơi chủ động của Man City và thường thất thế trước đối thủ này ở những lần đối đầu khi đã để thua 4 trận đấu gần nhất, trong đó có trận thua 0-5 ở lượt đi mùa giải năm nay. Dù vậy phong độ lúc này của hai đội đều rất ấn tượng khi đã toàn thắng cả 5 trận đấu gần đây. Trận này Man City chấp Arsenal một hòa. Rõ ràng dù được chơi trên sân nhà nhưng Arsenal đang thất thế so với Man City. Không chỉ thiếu đi huấn luyện viên Arteta, pháo thủ sẽ phải căng mình chống đỡ những pha tấn công của đối thủ. Khi đã mất hết hậu vệ cánh phải, chắc chắn Man xanh sẽ quét sâu vào điểm yếu với bộ ba Sterling, Grealish và Foden để tiếp tục mang về 3 điểm trước bại tướng đã quen mặt. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3 hòa. Thống kê chỉ ra đây là hai đội bóng có hàng công ấn tượng nhất ở thời điểm hiện tại, khi đã có trung bình hơn 4 bàn thắng được ghi ở 5 trận đấu gần nhất. Cùng với lối chơi tấn công đã thành thương hiệu, chắc chắn cả Arsenal và Man City sẽ mang tới một trận cầu công hiến cho khán giả. Và dự đoán của thể thao văn hóa, Man City vượt qua Arsenal tỷ số 3-1.